Hi, xin chào anh em, mình là Đệ, anh Can Thêm. Video này là video đầu tiên mình review, nên mình năn nỉ mãi anh ấy xin được cái điện thoại này để thanh lý cho anh em. Nói về con điện thoại này thì con này chơi liên quân khá ổn. Anh em có thể xem lại video, anh mình test con này ở những video trước nhé. Nếu mà video này anh em ủng hộ mình được 1k like, 1k comment thì mình sẽ trông của ông ấy nhiều đồ điện tử khác để thanh lý cho anh em nhé. Đây anh em, đó, ông Thế Thêm đang ngồi điện thoại kìa. Đó. Mình lục loại tìm đồ thanh lý cho anh em nhé. Đó. Camera này, tai nghe này. Đó. Ô, có máy in này. Đó, rất nhiều đồ để bán thanh lý cho anh em nhé. Về sơ qua con điện thoại này thì máy sở hữu màn hình 4.5 inch này, máy độ phân giải theo như mình thấy là khá ổn so với tầm giá. Một vài thông số mình đo được trên CPU Z này. Máy sở hữu con chip Snapdragon 400. Em phải xem CPU và GPU đang hoạt động. Về một vài thông số khác thì máy sở hữu là độ phân giải 480x854, mà màn hình CPU Z đo được là 6.13 inch là sai. Màn hình thật của nó chỉ là 4.5 inch thôi. Về hệ điều hành thì máy đang sử dụng hệ điều hành Android 4.4.4. Máy đã rút được nha anh em có thể tải được những ứng dụng và game tùy thích của em về chơi mà không cần phải rút. Về phần pin thì pin CPU Z đo được là 3700 mAh là sai, máy rung lại thật chỉ là 2000 mAh thôi. 2000 mAh thì anh em có thể chơi được game và xem video Minecraft đâu đấy khoảng 2-3 tiếng gì đó. Về phần camera thì máy sở hữu 2 camera trước và sau. Camera trước thì sở hữu là 3.2 MP, camera sau thì là 8 MP. Đó. Máy có một nhược điểm là khá là chí mạng, đó là không thể nghe gọi được. Mà muốn nghe gọi được thì anh em phải mang ra tiệm unlock. Mà unlock thì mất 100-200 thì quá tội, nên anh em chỉ mua về để xem YouTube, chơi game, lướt web gì đó thôi. Mua với giá 39.000 thì quá rẻ rồi. Về phần ưu điểm thì mình nói rồi, con này chiến liên quân thì khá ổn so với tầm giá. Anh em thể xem video trước mình chiến liên quân như thế nào nhé. Kiếm được hẳn qua đa kim thôi. Ghê không anh nhá? Ghê thì để cho mình lại một like nhé. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, ok, thì đây là lần đầu tiên để mình review con điện thoại, với cả lần đầu tiên bạn làm review nên nói chung là nói nó hơi ấp úng, hơi ngập ngừng thì anh em thông cảm và anh em tiếp tục ủng hộ đệ của mình để làm những cái video thanh lý tiếp theo nhá, hoặc là những cái video review tiếp theo nữa. Còn anh em muốn mua với giá 39.000 thì xuống dưới video nhá, thì có một con thì cho bạn là may mắn thôi. Rồi, những cái thông số cơ bản mình nói lại nhá. Đó là con này dùng màn hình 4.5 inch này, ra 1GB này, chip Snapdragon 400 này, thì pin dung lượng 2000 thì anh em sử dụng máy liên tục được khoảng 2-3 tiếng gì đấy, khoảng vậy. Nếu mà lướt web hay là đọc báo gì đấy, không chơi game thì chúng ta dùng thoải mái 4-5 tiếng. Mình nghĩ trong tầm giá nếu mà mua trên shop 300.000 và mình thanh lý 39.000 thì quá hời rồi, quá ngon cho con này. Rồi, có lẽ kết thúc video tại đây thôi. Anh em nếu mà thấy video hay thì anh em like, đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. 39.000, được của nó đây anh em ạ.